bao nhiêu anh chị ở đây muốn đạt được mục tiêu và hoài bão của mình thì hãy nói tôi bao nhiêu anh chị ở đây muốn có một cuộc sống giàu có và thành công thì anh chị có thể comment ở dưới nói tôi và bây giờ chúng ta hãy cùng high five với chính mình và nói tôi là người thành công yes <laughs> có một điều rất là quan trọng ở đây đó, anh chị cái suy nghĩ của mình nè nó sẽ tạo ra cái cảm xúc và cái cảm xúc của mình nó sẽ tạo ra cái hành động phải không và hành động và nó sẽ tạo ra một cái kết quả cho nên nếu như mà chúng ta muốn thay đổi cái kết quả của mình thì trước tiên anh chị cần phải làm á, là anh chị phải thay đổi cái niềm tin thay đổi cái nhận thức và quan trọng nhất là thay đổi cái suy nghĩ của mình cho nên hôm nay Lina muốn chia sẻ với anh chị một cái quy lực mà anh chị có thể áp dụng nó ở trong bất kỳ thời điểm nào, trong bất kỳ lĩnh vực nào, ở trong cái cuộc sống của anh chị để anh chị có thể đạt được cái kết quả trong cái cuộc sống mà mình mong muốn, ok? Và đây là cái quy luật nó đúng với tất cả mọi người, nó không có dành riêng cho ai cả hết. Nếu như chúng ta hiểu và chúng ta tuân theo những cái quy luật này, thì nó giống như là chúng ta được cái sự hậu thuẫn của vũ trụ hậu thuẫn cho mình có thể đạt được cái mục tiêu của mình những cái hoài báo của mình và những cái ước mơ của mình thì cái đầu tiên ở đây đó, lina muốn nói đến là quy luật nhân quả thì quy luật nhân quả là như thế nào anh chị rất là đơn giản thôi quy luật nhân quả là mình gieo thì mình sẽ gặt nó bạn gieo những cái tốt đẹp thì bạn sẽ nhận được những cái tốt đẹp. Bạn gieo những hạt gai thì bạn chắc chắn sẽ gạt được những quả gai thôi. Bạn gieo những hạt đắng thì chắc chắn bạn sẽ gặt hái được quả đắng. Cho nên nếu như chúng ta muốn nhận được những cái quả ngọt, những cái quả mà mình thích, thì chúng ta hãy gieo những cái hạt mà chúng ta muốn. Được chưa? <laughs> ok, cho nên ví dụ ở đây ha. Có một người khi mà anh ta gặp một cái uh, kết quả và cái kết quả đó thì nó lại là một cái kết quả không có tuyệt vời. Thì chúng ta có thể biết được rằng người đó đã từng gieo những cái hạt giống không tốt. Từ những cái hành vi nè, từ những cái thói quen mỗi ngày nè, cái trong cái cuộc sống của anh ta đó. Và điều đó đó nó sẽ phản ảnh lên cái nhận thức của anh ta như thế nào, anh chị đồng ý với ly nào không? Ví dụ như ở đây có một người ha, đang chưa có được khỏe, thì chúng ta có thể biết rằng á, trong quá khứ của cái người này có thể là anh ta đã từng có những cái thói quen không được tốt, à, chẳng hạn như là chăm sóc cái sức khỏe của anh ta nè, chẳng hạn như là cái cách ăn uống, à, những cái vận động thể thao của anh ta nè hay là những cái thói quen cách sinh hoạt mỗi ngày đó thì nó dẫn tới cho anh ta có được không có được một cái sức khỏe tốt cho nên đồng thời anh chị có thấy có nhiều người không không chị không biết anh chị có bạn bè hoặc là anh chị có biết ai đó họ 50 60 tuổi nhưng mà trong họ cứ nhìn lúc nào á, cũng giống như là họ chỉ mới có 30 tuổi thôi vậy á, thì tại sao tại sao mà cái người này họ lại có những cái năng lượng rất là tốt họ tràn đầy cái sức sống họ khỏe mạnh họ giống như là lúc nào cũng thấy họ yêu đời lắm kìa đó thì mình phải nhìn thấy cái kết quả đó thì chúng ta biết rằng những cái người này họ đã từng gieo những cái hạt giống tốt ở trong cái sức khỏe của họ chẳng hạn như những cái thói quen tốt nè cách mà họ ăn uống đầy đủ nè vận hành hợp lý nè dù là họ trong 50 60 tuổi nhưng họ cũng vẫn luôn luôn nhìn giống như là 30 tuổi đó vậy thì khi chúng ta nhìn thấy cái nhân chúng ta có thể đón được cái quả của nó và khi chúng ta nhìn cái quả chúng ta cũng có thể biết được cái nhân của nó thì bây giờ liên lạc ví dụ một cái này nữa nè chẳng hạn như có một người có một cái hành vi suốt ngày cứ đổ lỗi, than phiền, trách móc, lười biếng, không có chịu học hỏi, bảo thủ, không có chịu làm việc và không có chịu tập trung phát triển thì chúng ta nhìn những cái người đó trong tương lai họ cũng không có làm nên cái trò trống gì cả. Họ sẽ không có thể nào thành công được và có thể họ sẽ rơi vào tình cảnh yếu le trong cuộc đời của họ trong cái tương lai của họ. Cho nên khi mà mình nhìn cái hành vi, nhìn cái thái độ, mình nhìn cái cách sống của một người đó thì chúng ta biết được cái tương lai của cái người này ra sao. Chúng ta sẽ biết được cái kết quả của cái người này sẽ nhận được thế nào. Và chúng ta nhìn thấy cái nhân và chúng ta sẽ biết được cái quả của cái tương lai người đó. Nhưng đồng thời, chúng ta nhìn thấy một người nha có một cái sự kỷ lực họ có sự chăm chỉ họ lúc nào cũng có sự là lúc nào cũng có những cái hoài bão họ lúc nào cũng có những cái ước mơ họ rất là nghiêm túc với cuộc sống của họ và họ rất là khao khát thành công họ cam kết họ giữ lời hứa họ kỷ lực họ nhất quán họ kiên trì bền bỉ và họ rất là ham học họ chấp nhận những cái mới họ nắm bắt những cái cơ hội mới thì khi mà chúng ta nhìn thấy cái người này thì anh chị đã biết cái cách sống của họ nè cái năng lượng của họ chiền ra nè cái cái sự lựa chọn theo cái cuộc sống của họ nè thì chúng ta biết cái tương lai của người này chắc chắn là sẽ thành công phải không cho nên ở đây đó có nghĩa là sao chúng ta nhìn cái nhân thì chúng ta có thể dự đoán được cái quả trong tương lai và đó chính là quy luật của nhân quả và quy luật của nhân quả nó đúng với tất cả mọi người nó không có chừa một ai cả hết dù bạn sinh ở đâu dù bạn làm việc gì dù bạn sinh ở thời đại nào dù bạn bao nhiêu tuổi vân vân thì cái quy luật này nó đều đúng cho tất cả mọi người và việc của chúng ta đó là chúng ta đã biết được rồi chúng ta đã nhìn thấy được cái quả rồi chúng ta cũng nhìn thấy được cái nhân rồi vậy thì bây giờ chúng ta mong muốn điều gì thì cuối cùng ly nào muốn hỏi anh chị là anh chị muốn điều gì nếu như anh chị muốn có sức khỏe mạnh thì anh chị hãy nhìn lại cái thói quen của mình những cái việc ăn uống nè những cái việc thể thao nè những cái việc nghỉ ngơi nè hoặc là những cái thói quen sinh hoạt mỗi ngày của mình đó. Nó có giúp cho mình đạt được cái sức khỏe mà mình mong muốn hay không? Và chúng ta có tư duy của những người khỏe mạnh chưa? Mình đã có những cái gì hỗ trợ cho mình để được mình mạnh khỏe chưa? Và chúng ta đã biết rằng á hành động thì đi đến đâu. Hành động đến từ những cái nhận thức, những cái tư duy những cái niềm tin từ cái bên trong bên trong của mình nó ra sao? Cái bên trong của mình nó thay đổi thì cái bên ngoài của mình nó mới bắt đầu thay đổi. Còn nếu như mà ở bên trong mình không thay đổi thì ở ngoài rất là khó thay đổi. Phải không? Cho nên có nhiều khi á mình cứ nói là mình phải thay đổi cái hành động nhưng mà ở bên trong mình á cái thay đổi cái cái tư duy nè chúng ta vẫn dùng những cái tư duy cũ, những cái nhận thức cũ của những người mà không có thành công thì anh chị thấy cái hành động của những người không thành công thì sao? Nó sẽ không đi chung với những người thành công được. Vậy gieo nhân gì thì mình sẽ gặt quả nấy. Bạn gieo nhân tốt thì bạn sẽ gặt hái một bầu trời quả ngọt. Còn bạn gieo nhân xấu thì chắc chắn bạn sẽ gặt hái những điều xấu. Cho nên mình hãy nhớ một điều, chúng ta gieo hạt theo hai cách. Một là mình gieo cho chính mình và hai là mình gieo cho người khác. Và anh chị phải luôn luôn nhớ dù bạn gieo cho ai thì cuối cùng bạn cũng sẽ là cái người gặt hai cái quả đó. Và đây là cái quy luật đã gieo thì chắc chắn bằng mọi cách nào đó bạn cũng sẽ gặt hái được nó phải không và đó là lực nhân quả hoặc anh chị rất là à, lực nhân quả đó nó hiện rất là rõ luôn anh chị gieo xuống một hạt giống và anh chị chăm sóc nó anh chị nuôi dưỡng nó anh chị tưới nước cho nó anh chị cho nó ánh sáng anh chị cho nó những cái thức ăn thì anh chị bảo vệ nó Thì cái đó gọi là chăm sóc cho nó đó Thì một thời gian sau Có phải là cái hợp mầm đó Nó sẽ đâm chồi lên Nó sẽ ra hoa Nó sẽ kết quả Và nó không ra một quả nha Nó sẽ ra cho anh chị rất là rất là nhiều quả Nó sẽ ra cho anh chị một chùm quả và một chùm quả đó thì nó cứ tiếp tục ra một chùm quả nó sẽ tiếp tục ra một chùm quả nó sẽ tiếp tục ra một chùm quả và cái kết quả thì sao hết mùa này tới mùa khác thì nó vẫn tiếp tục ra quả cho anh chị và đặc biệt hơn nữa khi mà nó có quả mới anh chị có thể lấy cái hạt ở trong cái quả đó anh chị đem đi rêu thì nó sẽ ra thêm cho anh chị nhiều cây nhiều quả nữa thì cái đó là lực nhân quả mình trồng xuống một anh chị có thể gặt hái được rất là nhiều cho nên cái quan trọng ở đây là anh chị phải biết là mình đang trồng cái hạt gì dù anh chị trồng cái hạt gì đi nữa thì chắc chắn anh chị sẽ gặt hái cái đó cho nên ở đây đi nào muốn chia sẻ với anh chị để cho anh chị hiểu thêm về cái quy luật của nhân quả là bất cứ những cái gì mình đưa ra thì chắc chắn mình sẽ lấy lại theo con số nhân. Cho nên anh chị hãy gieo những cái tốt đẹp, những cái tâm tốt, những cái lời nói tốt, những cái hành trị hành động tốt để anh chị để mình có thể gặt hái lại những cái tốt. Có thể là khi mà mình mới gieo, mình chưa có nhận được. thì chẳng hạn giống như là bây giờ anh chị muốn ăn trái xoài, anh chị bỏ cái hạt xoài xuống ngày mai nó đâu có ra trái xoài được liền cho mình đâu phải không mình phải chăm sóc nó thì nó mới ra còn nếu như bây giờ mình mới bỏ cái hột xoài xuống mà cái mình vừa chăm sóc nó nó vừa lên nó vừa nú nú, nú lên vậy cái xong rồi cái mình bỏ mặt nó mình không tưới nước cho nó mình không bón phân cho nó mình cứ bỏ mặt nó thì chắc chắn là nó cũng sẽ quéo <laughs> phải không cho nên tuy là cái 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 hạt giống tốt mình cũng phải chăm sóc nó cho kỹ càng giống như tâm trí của mình phải chăm sóc cái vườn ở trong này thật là kỹ càng đừng có để cho nó có những cái à những cái giống như là cỏ những cái những cái cây mà không có tốt nó mọc lên nó sẽ làm cái vườn của mình đó, nó bị à, hư đi cho nên mình phải chăm sóc ok thì hôm nay Lina chỉ chia sẻ với anh chị vậy thôi và hôm nay cũng là cuối tuần thì Lina cũng chúc cho anh chị bắt đầu ngày hôm nay Hãy gieo những cái hạt giống tốt để cho tương lai chúng ta và con cháu sau này của mình có thể gặt hái lại được những cái quả tốt. Và Lina chúc cho anh chị một cuối tuần thật là vui vẻ, thanh tâm luôn an lạc và thành công trong bất cứ lĩnh vực gì anh chị làm. Và chúng ta hãy cùng nhau à, phát triển bản thân nếu như anh chị đã chưa có à, những cái câu lạc bộ nào hoặc là những cái chương trình nào học hỏi, anh chị có thể luôn luôn À, nếu như mà anh chị đã nghe tới cái cốt cuối cùng này rồi đó thì anh chị luôn luôn có thể nhắn tin cho Lina và Lina có thể mời anh chị vào những cái lớp học miễn phí trên mạng về phát triển bản thân à, ở đây là chị giúp cho anh chị thôi chứ không có lấy tiền bạc gì của anh chị hết cho nên là anh chị hãy cứ học và mình phát triển bản thân mình rồi và mình có thể lấy những cái kiến thức đó mình có thể dạy lại cho con cháu hoặc là những người thân láng giềng của mình OK xin chào tạm biệt mọi người bye bye